Ronaldo lại có cho mình hàng loạt cột mốc khiến Messi khó đuổi kịp. Sau chiến thắng 5-1 của Al-Nassr trước Ante, siêu sao Cristiano Ronaldo lại có thêm cho mình hàng loạt cột mốc ấn tượng mà Lionel Messi sẽ rất khó để đuổi kịp. Ở trận đấu giữa Al-Nassr và Ante tại vòng 25 Saudi Pro League, Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick để mang về thắng lợi 5-1 cho đội chủ nhà. Đây là lần đầu kể từ tháng 8 năm 2023, Ronaldo mới lập hat-trick. Thủ quân Al-Nassr nâng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại lên 882 bàn trong 1.214 trận, tiến gần hơn tới mốc 900 bàn. Đây cũng là cú hat-trick thứ 64 trong sự nghiệp của Ronaldo, đánh dấu năm thứ 15 liên tiếp anh ghi ít nhất một hat-trick. Đây là con số nhiều nhất trong số những cầu thủ còn đang thi đấu, bỏ xa người xếp thứ hai là Lionel Messi với 57 hat-trick. Điều đáng nể hơn là Ronaldo đã ghi được 34 cú hat-trick kể từ khi bước sang tuổi 30. Cú hat-trick này giúp Ronaldo nâng số bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này lên con số 26, tạo cách biệt 4 bàn với người xếp sau. Ngoài ra, anh còn có thêm 9 pha kiến tạo và hiện đã góp công vào 35 bàn thắng chỉ sau 23 lần ra sân. Siêu sao người Bồ Đào Nha được SofaScore 9,5 điểm, cao nhất trận bởi anh còn tạo ra 5 cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Lão tướng 39 tuổi tích cực thực hiện những pha đột phá, sút xa gợi nhớ về thời kỳ đỉnh cao trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh. Ngoài ra, Ronaldo hiện đã có được 802 chiến thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cao nhất lịch sử. Anh cũng đã ghi 148 bàn thắng bằng đầu, cũng là số 1 mọi thời đại. Tuy nhiên, chiến thắng 5-1 trước Ante không mang nhiều ý nghĩa bởi Al-Nassr vẫn đang bị Al-Hilal bỏ xa 12 điểm trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Ronaldo cùng đồng đội chỉ còn mục tiêu phấn đấu ở hai giải đấu cúp quốc nội, cúp nhà vua, siêu cúp.